Xin chào các bạn, lại là mình Steam Solver đây. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì các bạn hãy nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè và người thân nếu như cảm thấy thú vị và hữu ích. Rồi, ok. Rồi. Ok. Đây là món quà mà anh tặng cho chị nha. Đúng rồi. Dạng lên, anh phải mạnh dạng lên. Ok, nói đi em. Bỏ vô đây giùm em. Cũng là cà na xíu mũi. Chị rút lên ạ. Chị không lên được, bỏ vô đi chị, ảnh mới lên nè, anh rút lên này. Anh mà rút lên anh phải rút là phải lên. Cái gì trông vậy? Lên, anh rút đi. Tính cái điều đấy, không có gì hết, em thề. Thì không? Em thề. Trời vô đủ quá, con chết đi sao mày? Không lẽ em hại anh, rút lên anh. Mạnh lên, mạnh dạng lên rồi, tặng cho chị. Đâu quá, mày cứ đau mày. Cả nhà ơi. Bao nhiêu tiền mà rẻ vậy? 40 ngàn, tao bo cho mày 100 luôn. Con mát. Mày mua ở đâu hả? Dạ. Mày mua ở đâu? Ở chợ Hòn Gai anh. Hòn Gai rồi, đủ, được. Xe đó, xe của bà ngoại. Rồi, tao... mặt không vừa. Tao bo cho mày 100. Ok, đây một chem. Dạ, nhầm đúng không? Dạ. Rồi, cái này tao tặng cho vợ mày. Mày có vợ chưa? Có rồi, tao tặng giờ mày luôn. Xe này của bà ngoại em. Bà ngoại mày hả? Đầu đủ má, chơi kỹ vậy. Con mạc luôn nha. Rồi, bây giờ này, cái đấy mày làm một con chim được không? Em mà làm được con chim em ở nhà luôn anh ơi. Sao vậy? Chưa có đem theo con chim đâu mà anh đặt vấn đề em hoài. Anh cho em mượn tờ 150 ngàn anh. Tờ tiền lớn nhất em biến thành tờ 1 triệu. Cho em mượn. Đủ, được. Phải ra luôn 1 triệu luôn. Mất thì làm sao nó đi được mình? Mất là mỏi máu luôn hả chị? Rồi 500 đây. Bà xã chị, lộn, bà xã anh xè tay đây. Xè tay. Rồi. Ui. Xè thẳng tay cho ra chị, tay nào vậy thích nhất? Tay này đúng chưa? Lấy 1 triệu. Xác định là tay nào? Là tay này đúng chưa? Không đổi đi đâu lại nữa nha. Đổi đi em làm không được đó. Qua nè, chưa. Let's go. Đây 500 biến ra 1 triệu nha. Bỏ vô 1, 2, 3 cụp chết ra tai nạn nghề nghiệp. Đổ tay cho em cái đủ người ta tài làm sao tao đâu. Dạ, thầy em dạy biến đi không biến lại đâu biết được anh. Nó đủ rồi, mày muốn đổ máu rồi. Trời ơi, trời nó bay vô trong người anh rồi. Thật không? Anh đưa cái máy cho người khác quay đi em lấy ra. Máy chưa từ 5 tấm tới 8 rồi. Không ta lên đó. Lên nào. Em lấy chỗ này không à. Nó bay cho mày rồi. Đâu đủ. Từ từ đi anh. Thoải mái anh ơi. Ai thấy gì đâu mà. Chuyên năng không hay. Từ từ. Vỗ tay cho em một cái cho nó lớn lớn như cái cả nhà ơi. Vỗ tay à. Ok. Vỗ tay cho em. 100 đi thằng Cao. Trả lại. Ai biết không? Thoải mái lên. Đây vô vui là chính. Vui là chính. Đây à. Dạ ok. Bây giờ mình trở về vấn đề chính nha. Ảo thuật là nãy giờ là những cái trò này là giảm chết cho anh chị thôi. Bây giờ là em sẽ hướng cho anh chị xem những cái ảo thuật. Đây là trăm này của em hồi nãy đúng không? Dạ đúng rồi. Anh cũng ảo thuật mà ra mà. Thoải mái anh chị nha. Ok, anh ơi anh lại cho em một đỡ review của anh được không anh? Anh này là em phải gọi là anh. Được không? Đây. Anh cho em một đứa thuốc anh luôn ạ. Đây em chỉ hết mình luôn nha. Đây em tặng cho bạn. Còn đây bạn vô chứ sao? Đó là chuẩn bị mất với nhau đúng không? Có tiền đi. Ôi, thiệt hay lắm. Con cả nhà nó nha. Hay không? Anh hả? Đúng rồi. Anh ơi áo mình mua bao nhiêu ạ? 1.2 là cho khả năng của em cũng được.
Vỗ tay cho em đi anh gì ơi. Chạy rồi, chạy, chạy bậy gạo luôn. Rồi, cái đó vẫn còn lửa. Anh đếm nè, gọi ba. Đếm ạ. Đếm bao nhiêu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anh đọc ngược lại. 3, 2, 3. Chạy ăn. Vỗ tay cho em một cái lớn lớn cả nhà ơi. Không biết đâu, mấy người thôi à. Dạ vâng. Có ba đâu rồi, có ba đâu. Anh em đang đánh thế nào người ta rồi. Anh ơi, có chút xíu anh ơi. Giặt đồng ba, giặt ra đồng ba. Anh có lũng là no đó, lũng rồi đó. Giặt 2. Rồi máy lên. Rồi, ok. Ông anh này từ từ. Rồi. Không. Cái nào lủng nó hai chứ. Chưa có lủng mà. Chưa có lủng mà. Trời ơi, trời, tội em. Ok, rồi chọn. Ok, cả nhà nha. Việt Nam là chơi được chỗ này thôi. Việt Nam là chơi được chỗ này. Nhưng mà anh em ơi, anh cảm ơn em. Nhưng mà hơi nguy hiểm và nó ấy quá, độc quá. Bây giờ mình diễn trò gì nó nhẹ xíu. Ờ, em đây đây không nha. Ừ. Cả nhà cùng xem nha. Ok, bình thường thoải mái. Đây là nước bia. Em đổ vào đây của anh. Là em đang giữ tay này, là tay này em đang giữ nước bia nhá. Ờ. Tay này tay không ạ. À. Ok. Em đổ nước bia xuống này 1, 2, 3. Rồi. Anh bắt tay em được không anh? Tay có gì không ạ? Tay này có gì không anh? Nói lớn lên nè. Không có gì. Tay này em đang giữ nước bia đúng chưa? Đúng rồi. Em biến nước bia từ tay này sang tay bên này. Ok. Ok. 1, 2, 3. Let's go. Bụp. Anh xe tay đây. Anh nói chữ xuống giùm em. Xuống hay vỗ tay cho em cả nha. Xuống. Nói chữ xuống ạ. À. Xuống. Ok. Ok ok. Bây giờ là thôi rồi, người đẹp đó. Dạ được anh, dạ. Ừ. Mà người đẹp đó đâu. Ai đẹp ở đây nè. Em như vậy đó. Em phải nói là trong đây ai cũng đẹp. Dạ đẹp nhất. Hôm nay sẽ giật giờ. Đúng rồi, giờ anh thì luôn luôn đẹp nhất rồi. Rồi chị xe tay cho ra đây chị. Dạ vâng. Thoải mái đi. Rồi. Đây là hai quả tim nha. Đây. Ê, lên 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 lên. Cho này đây có gì tặng cả nhà nha. Thoải mái rồi. Vâng. Mình vui, mình phải có những cái trò vui như vậy. Ok. Đây là sinh nhật mà. Xe hai tay cho ta. Đây là hai quả tim. Chị một quả và chồng chị một quả. Ok. Chị chọn một quả của chị. Chắc ăn thì chọn quả này. Anh thích quả nào anh? Anh quả nào cũng được, anh thích quả trong tim vợ anh cơ. À, ok, anh thích quả trong tim vợ anh. À. Cũng là quả này. Đúng rồi. Chị xe hai tay ra làm đồ giùm em. À. Vậy là quả còn lại là của em. Còn quả này là quả hai chị chọn. À, có chị. Thấy không? Thấy không? Thấy bà thấy chị thương anh ghê chưa? Ừ, đồ của mấy con vợ tao không thương tao mày. À, từ từ anh, từ từ anh. Thầy bảo thật mà. Ok. Đây có tiền bảnh nha. Em bóp chặt lại quanh. Chill, chill, em bóp chặt lại. 1, 2, 3, let's go, em bóp chặt lại nha. Chị xe tay cho ra chị. Từ 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 từ. Em ơi, chị. Em ơi, bóp nhẹ đây em ơi. Rồi, chị bóp một quả, em bóp một quả. Chị điếm giùm em. 1, 2, 3, điếm chị. Đọc ngược lại nè. 3, 2, 1. Chị thương anh được bao nhiêu phần trăm? Trả lời cho em biết luôn. Bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu. Yeah. Bao nhiêu phần trăm? 100%. Chắc ăn chưa? Chắc rồi. Chị giữ quả chị, em giữ quả của anh nha. Rồi. Nếu mà quả tiêm ảnh qua bên tay chị là 100% không qua thì thôi. Ok. Anh nói chữ qua cho em anh. Nói anh, qua. Qua dùng tôi cái trời. Xe tay chị ra đi. 100%. Tay cho em cả nhà. Ok. À, em tên gì? Dạ tên Trọng anh. Trọng hả? Dạ. Happy birthday, happy birthday. Ok, gặp em hoài mà. Rồi, em ra đây anh ạ. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Yo, yo. 2, 3, 1, yo. Em uống luôn. Thử rồi, vô, ok em. Uống. Ờ, bia này uống có cái gì chảy ra không? Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu.